Thưa cô bác, thưa bà con, như cô bác và bà con đã biết, dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan bằng nhiều cách và gây thiệt hại lớn cho cô bác và bà con chúng ta chăn nuôi nếu như chúng ta không tuân thủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Và liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của khán giả Mai Văn Tính có số điện thoại là 0779, 3 số cuối là 194 ở Đông Hưng, Thái Bình, hỏi: trang trại nhà tôi thì lợn bị mắc dịch tả lợn châu Phi đã bỏ không khoảng 2 tháng nay. Hiện tôi muốn làm sạch chuồng trại và hố bioga để tôi có thể nuôi lứa khác. Thì tôi phải nên làm như thế nào? Nếu như lứa sắp nuôi mà vẫn bị mắc bệnh dịch tả thì có thể được nhà nước hỗ trợ chi phí hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển sang chuyên gia Trương Văn Dung. Vâng, xin chào khán giả. Anh Tĩnh thì thế này, đây là một câu hỏi rất là thú vị, nhất là đặc biệt trong cái điều kiện hiện nay. Thế thì cái bệnh dịch tả lợn châu Phi á, là nó có thể uy hiếp cái nền ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam một cách rất trầm trọng, và hiện nay đã như vậy khoảng 29 tỉnh thành rồi. Đấy, và tôi nghĩ rằng là cái việc không nói như thế không nghĩa là chúng ta sợ, sợ đến mức mà chúng ta không dám nuôi. Đấy, tôi cho rằng là nếu như đã dịch tả lợn châu Phi mà nó đã đi qua rồi và đã được khoảng 2 tháng để trống chuồng rồi thì chúng ta có thể nuôi lại, nhưng phải có điều kiện. Đấy, điều kiện bởi vì thế này, muốn nuôi lại được ấy, thì có cái hầm bioga thì mình cũng phải thực hiện vệ sinh rất sạch sẽ và dùng thuốc tiêu độc khử trùng để mà tiêu diệt những cái mầm bệnh nó còn tồn tại trong đó. Đấy, vì tôi lưu ý một điều này này, tức là cái virus dịch tả lợn châu Phi ấy, thì nó có thể là tồn tại ở ngoài môi trường tương đối dài. Đấy, tương đối dài, và nó cũng có thể là tàng trữ ở các cái lợn khác. Đấy, con lợn khác. Đấy, cho nên là cái việc mà nói rằng tỉnh A tỉnh B là đã không còn sau 20 mấy ngày là không có nó kia, cái đấy chỉ ước lệ thôi, nó chỉ tính ước lệ thôi, cho nên cái chuyện tái phát là chuyện bình thường có thể xảy ra. Đấy, cho nên là bây giờ đối với trường hợp này thì anh muốn nuôi ấy, thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là anh phải thực hiện vệ sinh toàn bộ cái hệ thống bioga của anh hết sức chặt chẽ, thật sạch, diệt hết cái virus đĩa. Đấy là cái việc nhất. Thứ hai, chuồng nuôi là trước khi nuôi thì anh phải thực hiện dùng cái thuốc đặc trị để mà diệt cái virus này, và áp dụng thật tốt cái biện pháp an toàn sinh học. Thế an toàn sinh học là cái gì? Đấy, chúng ta phải hiểu rất đơn giản thôi. An toàn sinh học là chúng ta ngăn cản tối đa cái mầm bệnh có thể xâm nhập vào trong đàn chúng ta. Thế và khi chẳng hạn vì chuồng mà nó bị, thế thì chúng ta phải ngăn chặn tối đa cái việc mà mầm bệnh từ trong chuồng chúng ta đi ra bên ngoài. Đấy, cái tính chất cộng đồng rất là cao. Đấy, và như vậy tức là gì? Chúng ta cần phải thực hiện vệ sinh tiêu độc thường xuyên. Đấy, là cái việc nhất. Thứ hai là không dùng những cái thức ăn thừa ở các nơi khác đem về để mà cho lợn để mình ăn, rất vô dụng, đem mầm bệnh vào trong cơ thể. Cái thứ ba là khi vào trong chuồng nuôi ấy, là mình phải thay quần áo và sát trùng thật kỹ cơ thể trước khi vào trong chuồng nuôi, và chuồng trại xung quanh là chúng ta phải dùng cái thuốc để mà tiêu diệt những côn trùng. Côn trùng có thể không phải là ấy, nhưng mà nó có thể đem mầm bệnh vào, ví dụ cái chân nó này, hay là nó có thể đem mầm bệnh vào trong 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 cơ thể. Như vậy chúng ta cần phải có một cái hệ thống kín để làm sao đảm bảo là ruồi muỗi rồi gián giết là nó không có thể vào được, chuột không thể vào được, thì chúng ta ngăn cản tối đa những cái chuyện đó thì chúng ta hoàn toàn có thể nuôi lại được. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung với những lời tư vấn rất là cụ thể cho cô bác và bà con chúng ta.